50 bị hàng xóm kỳ thị vì quá xấu xí, bất ngờ trẻ đẹp như thời con gái. Cô Mỹ Lan, 55 tuổi, tại Tiền Giang, là người rất hiền lành, chịu thương chịu khó, sống hòa đồng với mọi người xung quanh. Bỗng dưng dạo gần đây, cô thấy mọi người xa lánh, bàn tán chỉ trỏ, xì xào nói xấu sau lưng mình. Gặng hỏi ra, cô mới biết lý do không ngờ tới. Đó là gương mặt cô bị quá nhiều nám, khiến ai cũng ngại tiếp xúc. Vài tuần gần đây, cháu nội cô Lan thường xuyên quấy khóc về đêm, thương con dâu, đêm đến cô phụ bế cháu. Chỉ trải qua vài tuần thức đêm, nám sạm đã mọc lên đầy khuôn mặt của cô Lan. Từ đó đi đâu, cô Lan cũng cảm thấy mặc cảm, xấu hổ. May mắn thay, được người bạn quen chỉ cho sử dụng bộ sản phẩm xóa nám do nữ diễn viên Đồng Hương, Vân Trang làm đại sứ thương hiệu. Thật bất ngờ, sau 3 tuần sử dụng, cuộc sống cô thay đổi một cách bất ngờ. Rồi dạo này tôi vui dễ sợ luôn á, da mặt đẹp dễ sợ, tự tin chứ không phải như lúc trước mà mặc cảm tự ti vì nó nám rồi nó sần mà nó đen mà nói chung là xấu lắm luôn á, nên hả không có dám ra đường luôn mà đi tìm đủ thứ, mua thuốc này thuốc kia rồi đi bác sĩ, nói chung là đi đủ thứ cách đó mà cũng không có hết. Mà đến khi có bà bạn bà giới thiệu cái này hay lắm thì cũng nghe theo thử, thì cái kem này nè, đây FBT mình xức mỗi ngày 2 lần, xức lên thì thấy cái độ ẩm nó mướt mà da nó hồng hào nó mịn chứ không có như lúc trước mà khô cằn nữa, nên bây giờ tôi ra đường rất là tự tin và vui nữa. Với lại đây đó, mình uống hai ngày, một ngày 2 lần, một lần 1 viên, rất là hay, da mình nó hồng hào lên. Nên bây giờ mọi người cũng hỏi tôi chị sao hay quá vậy, thì tôi cũng chỉ giới thiệu cho rất là nhiều người, thì người ta ùa nhau đi mua cái sản phẩm này thì ai cũng thích đó. Sản phẩm Hi Beauty đây. Hi Beauty là một dòng sản phẩm trị nám chống lão hóa đang tốt nhất thị trường hiện nay luôn. Trang đảm bảo với mọi người là khi mọi người sử dụng sản phẩm Hi Beauty thì trong vòng tầm khoảng 14 ngày thôi, những cái vết nám nè, tàn nhang, nám chân sâu hay là nám mảng, nám sau sinh, nám lâu năm mà mình sử dụng sản phẩm nào cũng hoàn toàn không có kết quả, thì mọi người hãy thử sử dụng Hi Beauty đi nha. Bởi vì trong cái thành phần của Hi Beauty có những cái thành phần trị nám rất là sâu, rất là tận gốc, còn có kết hợp với collagen nè và rất là nhiều những cái dưỡng chất khác nữa. Nó sẽ giúp cho cái làn da của mình trở nên trắng, hồng hào, chống lão hóa da, da luôn lúc nào cũng căng, không chảy xệ, và nhất là những cái vùng mà chân chim hay là những cái khóe cười như thế này thì nó sẽ được làm đầy những cái rãnh nhăn của mình đó. Cho nên là các chị em hãy thử sử dụng Hi Beauty ha. Trang là bị cái vấn đề vì nám sau sinh, Trang không có bị mụn nhiều nhưng mà nám là khá nhiều á. Trang cũng nghĩ là nám sau sinh thì chắc là nó sẽ lặn mất sau một cái khoảng thời gian mà mình sinh em bé xong. Tuy nhiên thì không mọi người ơi, sau đó tầm khoảng 6 tháng thì cái làn da của mình nó vẫn như vậy và thậm chí là nó còn nám nhiều hơn ở hai cái vùng gò má này nè. Thật ra là lúc đó là mình nhìn mình trong gương, mình thấy là mình thật là tệ luôn á mọi người. Thì thành ra là cái khoảng thời gian đó là mình bị stress rất là nhiều, bị căng thẳng, không biết phải làm sao. Đó thì Trang cũng đã tìm đủ mọi cách, ai chỉ cái gì cũng làm, ai chỉ kem nào cũng sử dụng hết. Là mọi người biết nếu mà mình sử dụng kem không có đúng á, thì với những cái loại kem trên thị trường mà điều trị nám, rất là dễ có một cái trường hợp là nó sẽ bị bào mòn da. Lúc đầu á, mọi người sẽ thấy là nó sẽ mờ nám đi, nhưng mà mờ xong rồi một thời gian sau nám nó lại trỗi dậy. Bởi vì mình không tiêu diệt tận gốc cái nám đó, cho nên là nám nó cứ bị tái lại hoài. Bên cạnh đó thì có những cái sản phẩm nó có những cái chất làm bào mòn da của mình, làm da của mình càng ngày càng yếu đi, giống như là lột da đó. Mà mọi người biết là khi mà mình lột cái lớp sừng ngoài rồi thì cái lớp da mỏng bên trong nó rất là yếu. Mọi người càng đi ra nắng là sẽ càng bị ăn nắng, là càng bị nám lên hơn nữa. Và từ khi mà Trang sử dụng sản phẩm Hi Beauty thì mình cảm thấy là cái điều đó mình không quan ngại nữa, bởi vì nó khá là an toàn đó mọi người. Khi mà sử dụng sản phẩm Hi Beauty trong việc hỗ trợ điều trị nám từ bên trong ra bên ngoài, cho nên là mình có thể gọi là có thể hỗ trợ điều trị tận gốc được cái nám của mình luôn đó. Cho nên là Trang cảm thấy là mình rất là yên tâm khi mà sử dụng. Rồi tới khoảng thời gian mà Trang sử dụng đã hết nám rồi thì mình ngưng, mình không sử dụng sản phẩm Hi Beauty nữa, thì hoàn toàn cái nám, Trang để ý là cái nám trên da của mình hoàn toàn nó không quay trở lại nữa. Đó, Trang muốn nhấn mạnh với mọi người một điều là khi mình sử dụng sản phẩm Hi Beauty thì mình không phải lệ thuộc vào sản phẩm mỹ phẩm giống như là những cái sản phẩm khác. Khi mà mình sử dụng thì đẹp, không sử dụng thì nó lại không đẹp, thì hoàn toàn không có ha. Bây giờ Trang sẽ uống một viên nha.
cái thành phần toàn từ thiên nhiên không thôi. À đợi xíu chứ phải đi lấy nước chứ. Mẹ bưng nước cho con luôn đây nè. Trời ơi, dữ vậy ta. Thôi mẹ ngồi xuống đây với con luôn. Đi, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Con đang live stream mẹ ngồi được không? Không sao hết, có mẹ đẹp thì phải khoe đúng không mọi người? Đây xin giới thiệu với mọi người, đây chính là mẹ Thu, mẹ ruột của Trang. Và năm nay mẹ đã gần 60 tuổi rồi đó. Mà coi giao diện nhìn cũng ổn ổn ha. Mẹ, đợi con uống xíu đi. Chào mọi người, tôi là mẹ của Vân Trang. Đi không sao? Thì đúng rồi, mẹ phải vậy thôi đúng không mọi người? Mẹ đâu có giống Trang mà rất là tự tin trước ống kính được. Vậy nó mới là người thật việc thật nè. Nè, mọi người thấy là mẹ của Trang ngày hôm nay được cái giao diện như vậy là nhờ Trang đó mọi người. Mọi người có thắc mắc là tại sao không? Bởi vì Trang đã mua bộ sản phẩm Hi Beauty về cho mẹ sử dụng ở cách đây tầm khoảng mấy tháng rồi. Và hiện tại thì cái tình trạng da của mẹ Trang nó cải thiện rõ hơn hẳn so với trước đó luôn. Mà Trang đã là cái người kiểm chứng. Mọi người biết là trước đây thì tình trạng da của mẹ Trang là nám rất là nhiều ha. Nám ở hai bên cái vùng gò má nè, rồi cái phần trán, những cái phần nào mà nhô ra trên cái mặt của mình nè, rất là nám luôn. Và cái tình trạng của mẹ nữa là mẹ bị lão hóa da rất là nặng. Bởi vì Trang nghĩ là đối với những người mà ở cái độ tuổi tầm khoảng U50, U60 thì cái tình trạng lão hóa da là không thể nào tránh khỏi. Cái vùng dấu chân chim nè, rồi rãnh ở trên trán nè, rồi bên hai bên cái khóe miệng cười nè, rất là rõ, hằn rất là sâu luôn. Và cái khoảng thời gian đó là quả thật nhìn mẹ Trang rất là già. Rồi, bây giờ cho mọi người xem đây, tình trạng da của mẹ thôi, Trang. Thôi thôi kỳ quá đi. Thôi có gì đâu mà kỳ. Mình xấu mình phải khoe chứ. Ủa kỳ vậy? Hơi lạ đúng không mọi người? Trang nói đùa thôi. Nhưng mà đây, đây là mẹ Trang trước đây. Nè mẹ nhớ tấm này không? Mẹ chụp nè. Đó. Cái lúc này là bị nám hai bên gò má rất là sâu luôn nè mọi người. Rồi trên trán nữa nè. Mẹ Trang được như vậy, bị như vậy là cũng nhờ Trang á mọi người. Là tại vì mọi người biết sao không, cái khoảng thời gian mà Trang sinh em bé, thật ra thì mình nói là mình cực một, nhưng mà mẹ của Trang cực tới 10 lần á. Mẹ qua mẹ chăm em bé và thức khuya để cho mình được ngủ. Rồi sau đó thì Trang xây dựng cơ sở spa nè, là cũng mẹ lo hết tất cả mọi thứ. Và Trang cũng xây dựng cái cơ sở của mình ở dưới Tiền Giang đó, thì là cũng một tay mẹ, mẹ lo hết tất cả từ A tới Z. Cho nên là cái làn da của mẹ Trang nó cũng khá là bị nhiều vấn đề về nám. Đúng như con gái tôi nói đó, từ hồi trước đây thì da, làn da của tôi rất là bị nám, sạm và tàn nhang rất là nhiều. Da hai bên má nó cũng sạm đi. Từ ngày mà Trang cho sử dụng cái, Trang mua cái Hi Beauty về để cho tôi sử dụng thì da đã bớt nám đi rất là nhiều. Và những cái vết nhăn và là những cái vết chân chim và hai bên rãnh cười cũng đã được đẩy lên và căng rất là thẳng, làm làn da tôi cảm giác như là mình trẻ hơn được mấy tuổi mọi người. Thật sự là ngay lúc ban đầu Trang mang về tôi cũng chưa có tự tin cho la, chưa có tin cho lắm, vì da mình nám cũng đã lâu rồi và cái vết nám cũng rất là đậm, thì lão uống quá nữa. Vì bị lão quá chảy xệ nữa thì uống và sức một thời gian như thế này thì làm gì mà hết được. Thì tôi cũng thật sự lúc ban đầu cũng không có tin, nhưng mà sau cái thời gian mà cũng kiên trì nghe lời Trang uống, cũng kiên trì khoảng một lọ, thì sau thời gian uống một lọ thì lúc đó các bạn, các em ở xung quanh nhìn, ủa cô sao da nay cô sáng dữ vậy, thì lúc đó mình mới ngạc nhiên, thiệt hả, như vậy là đúng là chắc có lẽ là do cái Hi Beauty cô uống hôm nay bây giờ nó đã có tác dụng rồi. Thật là sự là cô chia sẻ là rất có hiệu quả đối với cái sản phẩm này đối với tôi. Bây giờ đủ tự tin hơn, tức là cái mảng nám nó cũng đã bay dần lên rồi. Thì làm da, cái làn da mình nó cũng đã căng hơn. Rồi, đặt hai cái mặt này kế bên nhau mọi người thấy khác đúng không? Nó cái gì tốt là phải dành cho mẹ thôi. Và mọi người ơi, Trang cũng muốn nhắc lại với mọi người là chỉ trong livestream này thôi, chỉ còn vài suất nữa trong 50 suất ưu đãi đặc biệt được giảm từ 20% cho tới 30%. Cho nên là các chị hãy nhanh tay lên, hãy comment giúp Vân Trang là cái số điện thoại của mình, hoặc có thể gọi điện thoại về số hotline mà Vân Trang đang ghi ở phía dưới màn hình đây, để mình có thể order sản phẩm Hi Beauty về sử dụng ha. Nếu như mà để bị hút mất cơ hội lần này thì Trang cũng không biết là bao lâu nữa mình sẽ có những cái chương trình khuyến mãi đặc biệt như thế này. Và nhiều khi mình sẽ có cơ hội được giảm tới 30%, hoặc là cũng có thể là sẽ được
mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 2. Rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi hấp dẫn luôn. Mọi người hãy like fanpage của Trang Hi Beauty nha. Còn bây giờ thì thời lượng livestream của Vân Trang chắc là cũng phải ốp tại đây thôi, để cho hai mẹ con còn có thời gian bên nhau nữa. Trang xin chào tạm biệt mọi người, và hy vọng là với những chia sẻ của Trang và mẹ thì mọi người sẽ có thêm một cái sự lựa chọn nữa cho một cái dòng sản phẩm mà mình có thể chăm sóc được sắc đẹp của bản thân mình, để luôn luôn lúc nào cũng cảm thấy tự tin nha. Bye bye mọi người. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Chúc mọi người nhiều sức khỏe nha.